Nét 1, nét hất. Đặt bút trên đường kẻ 2, viết nét hất. Đến đường kẻ 3 thì dừng lại. Nét 2, móc ngược phải. Từ điểm dừng bút của nét 1, chuyển hướng bút để viết nét móc ngược thứ nhất. Nét 3, móc ngược phải. Từ điểm cuối của nét 2, ở đường kẻ 2, dê bút lên đường kẻ 3, rồi chuyển hướng bút ngược lại, viết tiếp nét móc ngược thứ 2. Dừng bút ở đường kẻ 2. Chú ý, nét móc ngược thứ nhất có độ rộng nhiều hơn nét móc ngược thứ 2.